Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với tri thức. Chắc hẳn bạn cũng đã từng nghe đâu đó về một huyền thoại lâu đời nói rằng chúng ta chỉ sử dụng 10% bộ não của mình, 90% còn lại đứng yên cho công suất dự phòng. Tri thức hứa sẽ mở ra tiềm năng tiềm ẩn đó với các phương pháp dựa trên khoa học thần kinh, nhưng tất cả những gì họ thực sự mở khóa là ví của bạn. 2/3 công chúng và gần một nửa giáo viên khoa học nhầm tưởng não chúng ta chỉ sử dụng 10% công suất là hoang đường. Vào những năm 1890, William James, cha đẻ của tâm lý học người Mỹ nói rằng, hầu hết chúng ta không đáp ứng được tiềm năng tinh thần của mình. James muốn nói đây là một thử thách, không phải là một bản cáo trạng về việc sử dụng não ít. Nhưng sự hiểu lầm mắc kẹt trong đó, các nhà khoa học đã không thể tìm ra trong một thời gian dài mục đích thủy tràn lớn của chúng ta, hoặc các khu vực rộng của thủy đỉnh. Thiệt hại không gây ra thâm hụt động cơ hoặc cảm giác, nên nhà chức trách kết luận họ không làm gì cả. Trong nhiều thập kỷ, những phần này được gọi là khu vực im lặng, chức năng của chúng rất khó nắm bắt. Kể từ đó, chúng tôi đã biết rằng họ dưới khả năng điều hành và tích hợp, nếu không có nó, chúng ta khó có thể trở thành con người. Chúng rất quan trọng đối với lý luận trừu tượng, lập kế hoạch, cân nhắc quyết định và thích ứng linh hoạt với hoàn cảnh. Ý tưởng rằng 9/10 phần bộ não của bạn nằm yên trong hộp sọ thật ngớ ngẩn, khi chúng ta tính toán cách bộ não sử dụng năng lượng. Não loài gặm nhấm và chó tiêu hao 5% tổng năng lượng cơ thể. Não khỉ sử dụng 10%, não người trưởng thành chỉ chiếm 2% khối lượng của cơ thể, tiêu thụ 20% lượng glucose được đốt cháy hàng ngày. Ở trẻ em, con số đó là 50%, và ở trẻ sơ sinh là 60%. Điều này nhiều hơn mong đợi đối với kích thước não tương đối của chúng, tỷ lệ cân đối với kích thước cơ thể. Não con người nặng 1,5 kg, óc voi 5 kg, và não cá voi nặng 9 kg, nhưng trên cơ sở trọng lượng, con người đóng gói nhiều tế bào thần kinh hơn bất kỳ loài nào khác. Đóng gói dày đặc này làm cho chúng ta rất thông minh. Có sự cân bằng dựng giữa kích thước cơ thể và số lượng tế bào thần kinh của một loài linh trưởng, bao gồm cả chúng tôi, có thể duy trì. Một con vượn nặng 25 kg phải ăn 8 giờ một ngày để duy trì một bộ não với 53 tỷ tế bào thần kinh. Sự phát minh ra nấu ăn vào 1,5 triệu năm trước đã cho chúng ta một lợi thế rất lớn. Thực phẩm nấu chín được làm mềm và tiêu hóa trước bên ngoài cơ thể. Ruột của chúng ta dễ dàng hấp thụ năng lượng của nó hơn. Nấu ăn giải phóng thời gian và cung cấp nhiều năng lượng hơn khi chúng ta ăn thức ăn thô, và vì vậy chúng ta có thể duy trì bộ não với 86 tỷ tế bào thần kinh dày đặc, nhiều hơn 40% so với loài vượn. Đây là cách nó hoạt động. Một nửa calo mà não đốt cháy đi theo hướng đơn giản là giữ nguyên cấu trúc bằng cách bơm các ion natri và kali xuyên qua màng để duy trì điện tích. Để làm được điều này, bộ não phải là một con lợn năng lượng. Nó tiêu thụ một điều đáng kinh ngạc là 3,4 x 10 mũ 21 phân tử ATP mỗi phút. ATP là than của lò luyện cơ thể. Chi phí cao để duy trì điện thế nghỉ trong tất cả 86 tỷ tế bào thần kinh. Có nghĩa là còn lại ít năng lượng để đẩy tín hiệu xuống các sợi trục và qua các khớp thần kinh. Sự phóng điện thần kinh thực sự hoàn thành công việc. Ngay cả khi chỉ có một tỷ lệ nhỏ tế bào thần kinh được kích hoạt tại một khu vực nhất định cùng một lúc, gánh nặng năng lượng của việc tạo ra đột biến trên toàn bộ não sẽ không bền vững. Đây là nơi phát huy hiệu quả năng lượng. Chỉ để một tỷ lệ nhỏ tế bào phát tín hiệu cùng một lúc, được gọi là mã hóa thưa thớt, sử dụng ít năng lượng nhất, nhưng mang nhiều thông tin nhất. Bởi vì số lượng tín hiệu nhỏ nên có hàng nghìn con đường khả thi để tự phân phối. Một hạn chế của mã hóa thưa thớt trong một số lượng lớn các tế bào thần kinh là chi phí của nó. Tệ hơn nữa, nếu một tỷ lệ lớn các ô không bao giờ kích hoạt, sau đó là thừa và sự tiến hóa lẽ ra đã loại bỏ chúng từ lâu. Giải pháp là tìm tỷ lệ tế bào tối ưu mà não có thể hoạt động cùng một lúc. Để đạt hiệu quả tối đa, từ 1% đến 16% ô sẽ hoạt động tại bất kỳ thời điểm nào. Đây là giới hạn năng lượng mà chúng ta phải sống để có ý thức ở tất cả. Sự cần thiết phải bảo tồn tài nguyên là lý do hầu hết các hoạt động của não phải xảy ra bên ngoài ý thức. Đó là lý do tại sao đa nhiệm là một việc vặt vãnh. Chúng ta chỉ đơn giản là thiếu năng lượng để làm hai việc cùng một lúc. Khi chúng ta cố gắng, chúng ta làm kém từng nhiệm vụ hơn. Những con số đang chống lại chúng ta, bộ não của bạn đã thông minh và mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức nó cần rất nhiều sức mạnh để duy trì, và rất thông minh, mà nó đã xây dựng trong kế hoạch tiết kiệm năng lượng. Vì vậy, đừng để một huyền thoại lừa đảo khiến bạn nghĩ sai về bộ não được cho là lười biếng của bạn. Tội lỗi sẽ là một sự lãng phí năng lượng. Sau tất cả những điều này, bạn sẽ nhận ra thật ngu ngốc khi lãng phí năng lượng tinh thần sao. Bạn có hàng tỷ tế bào thần kinh đói năng lượng để duy trì. Vì vậy, hãy nên tiết kiệm để duy trì nó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Tri Thức. Hãy để lại cho chúng tôi những ý kiến và quan điểm của bạn. Đừng quên bấm like, bình luận và đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hấp dẫn và thú vị tiếp theo.
Xin chào và hẹn gặp lại!